Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow and Beauty. Và trước màn hình của mọi người, chúng ta đã được ngắm nhìn một cái sản phẩm lông mày vừa được thực hiện bởi Master Hoa Minh Vương của bên mình. Lông mày này đã vừa được làm xong bởi công nghệ Hair Stroke. Thì như mọi người thể quan sát là tình trạng lông mày của bạn gái ngay sau khi làm xong đã rất là tự nhiên rồi ạ. Và để tiếp tục phân tích kỹ hơn về dịch vụ của bên mình thì chúng ta cùng làm quen bạn ấy một chút nhé. Chào bạn thể cho biết tên của bạn, nhà bạn đến từ đâu có được không ạ? Em tên là Lan Hương, em đến từ Hà Nội. Hương ơi, không biết là trước khi mà lựa chọn DK để làm lông mày thì Hương đã tìm hiểu qua về DK hay cũng nhà các cơ sở nào khác chưa? Mẹ em giới thiệu. Có nghĩa là mẹ của Hương đã làm dịch vụ của bên mình rồi à? Thế không biết là mẹ của Hương có review lại với Hương như thế nào về DK? Mẹ em thấy ở bên mình là kiểu uy tín ấy ạ. Với là kiểu những sản phẩm bên mình kiểu em thích kiểu tự nhiên ấy. Thế không biết là trước khi làm lông mày tại bên mình ý, thì điều mà Hương lo sợ nhất là gì? Hương có thể chia sẻ cho mình cũng như là các bạn đang xem livestream được biết có được không? Em chỉ sợ đau ạ. Sợ nhất là đau. Vậy hôm nay thì trong quá trình làm thì Hương có cảm thấy đau rát như là mình đang lo sợ không? Không ạ, em cảm thấy bình thường, không đau Như bạn Hương vừa mới chia sẻ đấy, là trong quá trình làm lông mày thì sẽ không hề có cảm giác đau rát như chúng ta vẫn thường nghĩ đâu. Bởi vì trước khi làm thì bên mình đã có ủ tê cho khách hàng rồi. Và tê của DK thì được sử dụng tê nhập khẩu của Đức, nên các khách hàng cứ yên tâm là quá trình làm lông mày sẽ không hề đau rát gì nhá. Và ngoài ra thì hôm nay là mình mất khoảng bao nhiêu lâu để làm lông mày Hương nhỉ? 30 phút ạ. Rất là nhanh có phải không ạ? Chuyên gia tại bên mình sẽ thực hiện quy trình bao gồm từ bước vẽ lông mày này cho đến khi hoàn thành thì trong vòng có 30 phút thôi. Và ống kính quay sát giúp em vào tình trạng lông mày của bạn Hương để cho mọi người thể quan sát được tình trạng lông mày ngay sau khi làm xong được không ạ? Mình xin phép là dùng que gạt lên vùng lông mày của Hương một xíu nhé. Của bạn Hương thì lông mày thì ở phần đầu thì cũng có một vài sợi nhưng phía đuôi thì hoàn toàn là không có, rất là thưa. Nhưng mọi người có thể quan sát là phần đuôi hoàn toàn là được chuyên gia bên mình là Master Hoa Minh Vương thực hiện điêu khắc này. Sau đấy thì đi thêm một sợi nữa lần lượt là bằng máy để giúp mực của bạn Hương đưa được xuống sâu hơn mà không sợ tổn thương da. Công nghệ Hair Stroke này rất phù hợp với tình trạng da lỗ chân lông to này, da dầu nhiều và cực kỳ phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam nhé. Vậy nên đây là cái lựa chọn rất là tuyệt vời cho các khách hàng nào đang có nhu cầu làm lông mày đấy ạ. Hương ơi, không biết là cá nhân Hương có cái chia sẻ gì sau khi mà được Master Hoa Minh Vương thực hiện cho mình cái cặp lông mày mới này, Hương có ưng ý với cái dáng lông mày này không? Em có ạ, tại vì rất hợp với mặt của em ra. Em cũng thích dáng kiểu cong cong. Vậy không biết là qua livestream này thì Hương có điều gì muốn gửi gắm tới đội ngũ nhân viên của bên mình không? Cũng như là gửi gắm tới những cái bạn nào mà đang có nhu cầu làm lông mày hay là các dịch vụ phun xăm khác hả Hương? Em muốn gửi gắm tới đầu tiên là em cảm ơn CK đã giúp em có bộ lông mày đẹp. Và em những bạn mà đang có những nhu cầu làm lông mày thì hãy đến với CK. Vâng ạ. Và nếu như mà bạn nào đang có nhu cầu muốn làm lông mày tại DK này đẹp như của bạn Hương hoặc là quan tâm những cái dịch vụ về môi mí của bên mình thì mọi người nhớ bật chế độ xem trước trên fanpage DK Eyebrow and Beauty hoặc có thể gọi điện thoại vào hotline 0912310000 để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ, hướng dẫn đặt cọc và đặt lịch nhé. Cảm ơn Hương đã tin tưởng khi sử dụng dịch vụ bên mình và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo của DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.